Anh thích mới. Cuộc đời thật lắm éo le. Mà anh đang nuôi em à? Em nghĩ là cậu không bảo anh nuôi em à? Bao giờ vợ mới được ngồi chơi chút tiền nhỉ? Số em phụ, phụ nhất là mấy bà vợ. Anh trả với em sướng này cả. Chuyện đi học nghề luôn chăm ngồi không đít từ sáng đến tối. Làm. Anh trả cho em sướng ngày nào. Trước anh có tiền thì anh cứ đi chơi miết. Anh cứ đi đánh. Anh có tiền. Anh nhớ là để anh đi đánh bài. Gọi anh không về. Gọi anh về. Trả rồi không âm về. Nó không về luôn. Em cãi nhau với anh mà đến nỗi mà anh cũng không thay đổi được. Xong cuối cùng em phải chấp nhận cho anh là một tuần chơi hai buổi. Vì em bất lực không còn cách nào khác. Một tuần chơi hai buổi còn không cho chơi nữa thì em định phải không? Anh chết già. Anh thấy chưa? Bây giờ anh hối hận chưa? Tôi đấy ảnh đi. Chẳng qua là mất kia chuẩn chơi ăn thôi. Chơi có khi anh còn đỡ mất tiền hơn ấy. Anh mà cứ tập trung để chơi khi chả bị mất tiền. Đỡ đầu tư khác. Như anh ăn cả đời chả hết tiền. Kiểu như bắt bài đi nào. Trả lời còn mất tiền.